Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh của cặp đực ha. Đó thì đực này thì cặp đực có cam nè cô chú chị. Đó thì bò thì trong đây thì một con 7 tháng, một con 7 tháng và một con 6 tháng rưỡi tuổi cô chú chị. Đó thì bò nói chung thì hai con bò này cái giá thì nói chung rất yêu thương luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để cùng anh gặp anh chủ nhà trực tiếp để cho anh thêm tin số chủ nhà cho cô chú chị mình trực tiếp nha. Đó thì em nói chung hai con này thì hai con sắm móc, ý con đầu tiên là con sắm móc cô chú vị. Đó còn con bên kia thì con hấp vàng ha. Đó thì nói chung thì hai con thì em quan sát cái chân móng hoàn thiện, nó không ổn xe là xuống xuống ruột gì. Đó thì cặp đực này nói chung thì cái giá thì rất yêu thương luôn. Đó em nói chung thì đó hai con đực này cái giá cực kỳ yêu thương luôn cô chú vị. Đó thì cặp đực này thì em chủ nhà bán giá là 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, tôi dùng hai tâm số nha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để cùng hình. Đó thì trước tiên con sắm móc con đầu tiên này, con này thì 7 tháng tuổi cô chú chị, chiều cao là 1m15-16 bò. Đó 1m15-16 bò. Đó còn con bên kia thì chiều cao là 1m12-1m14 bò. Đó nhưng em nói hai con thì chân móng với chân móng sò xương khớp rất to. Đó tương tác cấp mình thì em nói đích nở dài nở luôn cô chú chị. Đó đích nở dài nở luôn. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó nhưng em thấy hai con này cái giá thì rất yêu thương luôn. Nó tướng đá thì rất dày bò luôn cô chú chị. Đây chân móng nè, tướng tá cấp mình nè. Đó thì hai con này thì nói chung thì dòng F1 không cô chú chị. Đó hai con này thì dòng F1 em, thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó thì nói chung thì hiện tại lúc này thì bò đực cũng rẻ cô chú chị. Đó con sắm móc này chiều cao là 1m15-16 bò nè. Con kia thì chiều cao là 1m12-1m14 bò. Đó thì hai con này giá là 25 triệu. 25 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, tôi dòng phải tâm số. Đó thì bà con mình thấy cái dạng đích của nó nè. Đó con nào lấy nở dây nở chân móng này. Đây con này nè, tướng tá cấp mình nè. Nói chung thì em đứng xa em lấy hết tướng bò cho cô chú chị coi nè. Đó chiều cao là 1m15-16 bò, mặt là mặt cục mặt bự không cô chú chị. Đó em nói hai cặp đực này thì cái giá thiệt nữa. Đó thì nói chung thì bò này đó cái giá thì rất yêu thương luôn. Đó thì mặt mày nè, đó đít nở dài nở tương tai cấp mình nè. Đây chân móng nè, đó chân móng là chân móng sò xương sóc thì rất to, không ổn xe nó xuống đúng ruột kia cô chú chị. Đây cái dạng đít nè, đó bà con mình thấy cái dạng đít nè. Đây dạng dài nè, đó bà con thấy cái dạng dài của nó không. Đó dài là dài đôi ha, đít nở dài nở, đó dài là dài đôi. Đây không thấy cái dạng đít không, nó là dòng sắm móc cô chú chị. Em nói cặp đực này cái giá thì nói chung không phải nói chứ cái giá muốn bằng tiền B luôn đó, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, nói chung thì mình mua ha. Đấy, còn con bên đây nè, con này thì nhỏ hơn con kia nửa tháng tuổi đó, mặt mày nè, mặt là một cục cục bự không mặt đít nè. Đó bà con có cái dạng đít của nó nè, con này không lấy cái dạng đít nè. Đó bò gì có 25 triệu, 25 triệu là bao ship luôn. Cái chân móng này. Đó nhưng con này thì nói chung thì anh chủ nhà nói là nó chạy nó giỡn của chú gì đó, nó giỡn nó bị dướng như bằng cái ton đó. Đó nó dướng như bằng cái ton đó, tâm mình đó thì có một mục đó không có một gì đó, nó dướng từ bằng cái ton ha, nên nó bức nó anh ấy nó bức lột hết vĩnh da luôn. Đó, khô mài hết rồi. Đó thì bà con nào thấy ưng thì mình mua về mình nuôi vô béo thêm ha. Đây nè. Con này thấy cái dàn dai của nó nè, đứng cái dàn dai của nó nè. Nó đứt nở dai nở nè, tướng tá cặp mình nè. Đó con này chiều cao là 1m12-1m14 bò. Tướng tá đứng kiểu mẫu nó khá đẹp không? Đó, cặp đực này em nói chung cái giá rất yêu thương luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Đây cái dàn đít nè cô chú chị. Đây con nào lấy cái dàn đít nè. Đây hàng dai nè. Đó 25 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship của chú chìm tới nhà luôn, dòng hai tâm số. Đó thì bà con nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại với Tùng Hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em khiến tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Đó thì em kinh săn nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày. Đó thì bà con nào muốn mua bò vỗ béo bò sinh sản hay không vợ của ưng thì điện cho em ha. Đó thì nói chung thì đi toàn ghép xe không có cô chú chị, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, nói chung thì ưng mình mua ha. Đó thì cặp đực pháp kem này giá là 25 triệu.
Đó, 25 triệu là bao ship cho cô chú chị em tới nhà luôn. Tôi dùng 200 số. Đó thì con nào thấy ưng cái liên hệ số điện thoại tình hình. Đó, em đã chung cặp đực này bao cô chú chị mình cái giá rất yêu thương luôn. Đó, nếu mà bà con nào nếu mà trở lên nước mắt thì điện chửi em, nó thiệt. Đó, con nào mấy cái diện đích nở dài nở nè, tướng tá cấp mình nè. Đó thì nói chung thì kênh em cũng ít cứ quay bà đực cũng cô chú chị. Đó, tại vì nói chung thì những người quen nó điện kiếm em thì nói chung thì em kiếm em gửi qua Zalo không à, nên cũng em cũng ít đăng lên. Đó, đa số là em đăng mẹ con với những một cái chữa rất nhiều. Đó thì những bà con nào mua vào đực bên em á. Đó, còn có nhu cầu mà bán lại bò đực giái á, ý bò đực thịt á, đó liên hệ bên em thì bên em sẽ kiếm đài em bán giùm cho em. Đó, muốn bán con thì bán, còn muốn căn ký thì bên em cũng hỗ trợ căn ký cho bà con mình luôn. Đó thì những bà con nào mua bò đực bên em á thì mình nuôi lớn lên thịt á, mình không có nhu cầu ra đó thì điện em, đó em sẽ kiếm em bán giùm bà con mình ha. Đó, muốn bán thì thịt thì đánh con thì đánh, còn không mấy thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con mình đăng ký luôn. Đó, riêng gì bà con nào mua vào đực bên em ha. Đó, nuôi tới thì bên em sẽ thâu lại luôn. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp đực pháp kem này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hành. Đó, giá là 25 triệu, 25 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 200 số ha. Rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi, để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì mình gửi cô chú chị hình ảnh cái siêu nha. Đó thì con này thì nói chung thì lụng khoảng 12 tháng tuổi của chú chị. Đó, 12 tháng tuổi ha. Tướng tá cấp mình thì nói chung thì tướng tá thì xương sóc rất to. Đó, chân móng thì hoàn thiện, không ốp xe là xuống rút ruột gì của chú chị. Đó thì con cái siêu này thì chủ nhà bán giá là 16 triệu. Đó, 16 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, giờ 200 số nha. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ nha. Đó thì con này thì chiều cao là 1m27 tới 28 bò. Đó, 1m27 tới 28 bò của chị. Đó, xương sóc rất to. Tướng tá cấp mình thì nói chung thì mới sáng trong nhà tắm nó hơi ướt ha. Đó, chân móng sò. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua về để mình làm giống sinh sản ha. Nhưng mà cái dòng siêu này thì nói chung thì hiện tại lúc này thì dòng siêu rất hiếm của chú chị. Đó, nói chung cũng ít có gặp siêu lắm. Đó, đầu thì rụt trụi. Đó, chân móng thì hoàn thiện nè. Đó, chân móng là chân móng sò. Đó, rúng thì tầm khoảng 5-6 phân của chú chị. Rúng thì tầm khoảng 5-6 phân ha. Chúng ta cắt mình khá đẹp luôn. Đó, thì bà con nào ưng con cái siêu này thì cứ liên hệ số điện thoại trong hình. Đó, giá là 16 triệu. 16 triệu là bao ship cho chú chị tới nhà luôn. Trong ngày tầm số. Đây, về phần chân móng, nó chân móng xương sóc bò này. Đó, xương sóc là cô chú chị, chân móng là chân móng sò rúng yếm nè. Đây, mặt bài nè. Đó, đầu thì đầu tuổi nha, mặt bài nè. Đây, xe mặt nè. Đó, nó bên đây sửng, xe mặt. Đó, xe mặt thì ngay miếng mắt qua, xe lưng thì hơi tròn thì dai. Dòng bò lai, giờ thì nói chung sát tất cả cũng chăm chế của chú chị. Chủ yếu để con mát sữa được. Nhưng mà được con cái qua hết biết cái qua luôn. Đó, hết biết cái qua luôn cô chú chị. Đó thì bà con nào ưng đó thì mình mua về để mình làm giống sinh sản ha. Đó, đầu thì đầu trụi tướng tá cấp mình nè. Đó, em nói con bò này cái bốn cái chân thì đứng rất khéo luôn cô chú chị. Đó, chân cẳng thì đứng rất khéo luôn. Đó, em nói con bò này thì nói chung thì bán cũng muốn cọ tiền bê đây. Bò lứa bò là 2 tháng tuổi đây. Đó, giá là 16 triệu, 16 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Thì tức kỳ hình em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó, tướng tá mặt mày chân móng nè. Được, có con này thì qua thì quá to, thì đuôi lớn. Đó, chân móng thì nói chung thì chân móng sò. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình đã mua ha. Hết biết cái qua nữa không? Đó, tại nói chung thì chủ nhà nuôi cũng bỏ bê của chú chị. Nói chung thì bò giờ mình nuôi mình phải dặm miếng thức ăn, miếng cám vô rồi. Đó, dùng bò lai mà nó mới mập bò ha. Đó, giá là 16 triệu, chân cẳng đứng rất khéo luôn. Đó, bà con nào ưng thì liên hệ số điện thoại để thông hành. Đây, cái ngang của nó nè, hết biết cái ngang tùng dạo.
đó lưng nè quý vị, đó sáng tắm nó ướt đây, vú vú thì em quan sát thì con này hình như 5 vú ha, đó 4 vú lớn với con vú đeo, mặt mày miệng mòm đó, con nó ưng thì xin tới thương lưu cho kỹ đi, đó, nói chung thì ưng mình nó mua ha, thì khi hình em cũng thương lượng xét giá của con hết rồi. Con này thì về nói chung thì chừng ít tháng nữa thì nó sẽ lên giống quý vị, ở tháng nên nó sẽ lên giống mà, nói chung thì nó là 12 tháng tuổi rồi đó, thì nói chung thì đi toàn ghép xe không mà, và con nó ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, đó, nói chung thì ưng mình nó mua ha. Chân cẳng nè, em mới bò chân cẳng đứng rất khéo luôn. Qua qua kia đây đó, thì hình ảnh về giá cả của cái siêu siêu đỏ này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chim rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chim cái siêu đỏ ha. Đó thì con này em lấy tướng tá kiểu mẫu thì cấp mình thì không chỗ nào chê luôn quý vị, dòng ấp 1 ha. Đó dòng thì để mình làm giống sinh sản này, em lấy con bò rất đẹp luôn quý vị. Đó cái thùng dạo khỏi nói luôn. Em lấy mấy con mà đây làm giống sinh sản, mình lựa những mấy con thùng dạo này nè. Đó không chê chỗ nào luôn quý vị, tướng tá kiểu mẫu khá đẹp luôn. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con cái siêu này cứ liên hệ cho mình phòng tới thông hình. Đó bò thì được 7 tháng tuổi của chú chị, chiều cao là 1m15 bò, đó chiều cao phía sau khu là 1m15 bò ha, chân móng là chân móng so đúng chú chị, tướng tá kiểu mẫu em nó đẹp không chỗ nấu luôn. Đó thì con bò này thì nhà bán giá là 12.500, đó 12.500 là giá là chuồng ha, giá này là bên em không bao ship nha cô chú chị. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đó bò liên một màu đó, liên quyền một màu luôn cô chú chị, đó quyền một màu luôn, không lan không đốm gì, chân móng tướng tá cấp mình em nó đẹp không chỗ chê luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đó em nó đẹp tới tướng tá dáng dốc cấp mình màu liền do luôn quý vị, đó, đẹp không chỗ chê luôn. Đó thì bà con nào ưng đó thì mình mua về để mình làm giống sinh sản ha, đầu thì đầu trụi, đó đầu thì đầu trụi của chú chị, đó xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn, bò này đẹp khối nấu vú đó, đây vú nè, chân móng nè, đó chân móng là chân móng sò ha, rúng mà rúng chiên, đây hàng rúng mà rúng chiên, đó chân trước nè, đây chân sau nè, đó mặt ngoài nè, đó của chú chị thấy không, đây lưng nè, ông da bóng giận luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi, đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đầu thì đầu trụi, đó đầu thì đầu trụi, sẽ lưng sẽ mặt nghiêm chỉnh, qua thì qua to, thì đuôi lớn nè, tướng tá gấp mình nè, không chê chỗ nào luôn cô chú chị, đó bò rất đẹp luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình mua về để mình làm giống sinh sản ha, tướng tá gấp mình nè, không chỗ chê luôn. Đó tướng tá dáng dốc mặt mày đầu đó cấp mình nè của chú chị, đó em nó đẹp hết biết không, đó giá này là giá tại chuồng nha, giá này là chốt luôn không còn thương lượng nữa nha chú chị. Đó nói chung thì đi toàn ghép xe không à, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, đó nói chung thiệt ưng mình nó mua ha, thì trước khi hình em cũng thương lượng xét giá bà con hết rồi. Đó giá là 12.500, chân móng con này em nó xương sóc rất to luôn của chú chị, xương sóc to nữa đó, đẹp không chỗ nào chê luôn. Đó thì hình ảnh và giá cả của cái siêu anh Wood này thì em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì chị nào thấy ưng thì liên hệ số điện thoại nó tầng hình. Đó, còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Rồi thì bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay.